khi mà Thịnh Vân dùng trong một khoảng thời gian khi mà được trải nghiệm sản phẩm thì thấy rằng là cái hiệu quả giảm cân với sản phẩm này rất là tốt. Nó không khiến cho mình mệt mỏi đâu, mà nó làm cho mình cảm giác như tràn đầy năng lượng hơn. Bởi vì theo như Thịnh Vân được biết thì ngoài cái việc mà nó ức chế cái việc hấp thụ tinh bột trong cơ thể của chúng ta, nó còn có những vi chất để giúp cho cơ thể ta khỏe hơn. Và thì Vân tin rằng đây là một cái sản phẩm chắc chắn là nhiều chị em phụ nữ và thậm chí là cả đàn ông nữa cũng sẽ tin dùng để có thể hỗ trợ cho mình trong cái việc giảm chút cân nặng. Với Mai Ngọc thì yếu tố chất lượng và thành phần an toàn luôn luôn là những tiêu chí hàng đầu khi mà Mai Ngọc lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào, thực phẩm chức năng hay bất kỳ một sản phẩm nào để hỗ trợ thêm cho việc giữ gìn vóc dáng của mình. Thế thì khi mà biết rằng là No Carb Plus đã được Bộ Y tế chứng nhận cũng như là rất là nhiều những nghiên cứu khoa học đánh giá thì Mai Ngọc tin chắc rằng là đây sẽ là một sản phẩm rất là hoàn hảo để chị em phụ nữ chúng ta có thể sử dụng để có một vóc dáng thật là đẹp. Vậy thì nếu như bây giờ các chị em phụ nữ đang đau đầu lựa chọn rằng biết làm thế nào đây để có một vóc dáng đẹp thì Mai Ngọc tin rằng No Carb Plus sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các chị em. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.